bảo hà, ông bảy nhắn ai lên đất bảo hà, đếm bụi phong nguyệt đó là cảnh tiên. Dương núi ngọc quanh đồi, chim mi hót trước sân đền, trúc bọc thập ni cao giữa đêm thanh. Đêm thanh qua cảnh vườn đào hề. Đêm thanh đoàn cảnh dưới vườn đào thấy vầng, chắc nghĩ sáng ba sao ý giữa trời đến đào hà, là nơi thánh tích ý. Thank you.
chén tam bồi dâng mời chúc chén tam bồi hình nghị lượng bi thì được bồi thì chân á à, chân á à, chân được bồi thì chân Thank you.
kém xa mười phân. Cũng chẳng ai hèn nì, ai chờ ai ai chờ cho ai ai chờ. Vì đường ông đi chấm linh nghề a tình cờ, tình cờ gặp tiên xa ngô xa ngô lưu phàm tiên là gặp tiên tình. Mệnh trần gian nào âu chép biên, họ Nguyễn ghế ông là người hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức hoặc tẩy chép biên cho thọ chứng. Bao nhiêu kẻ ngang cương bao ngước toàn đi hại người không trước thời sau, bao nhiêu lỗi lầm có giá trị đâu, sợ quyền ý sợ cầu tổng tâm. Đến đấng ý cầm cân này bực lấy chứ tôi gì chứ phúc để mà cân, đừng nghĩ ai khoe tròn vẹn muôn phần, chứ tâm mà đã kém thì hoàng cầm cân sao bằng. Quan hoàng bày khuyên nai đừng có khinh những kẻ bất hàm, cây đức ấy mà tươi tốt cho kẻ vàng sau này. Nước tiên tẩy hết bụi chân, thanh nghi cao rồi lại người Phật thanh cao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc, chữ công dung chữ đức tuyên nghi, họ Nguyện hôm nay khấn nguyện tâu quỳ xin đi ông hòa bình, ông độ trì, ông chứng tâm. Lệnh sai thập nhị tiến năng, cố nào việc ấy mau mau sửa sang theo hầu. Sơn Lâm thấy mà vừa ý, ông bảy gật đầu vô gối ban khen. Nàng đi đôi dâng bộ khay đèn, xe ngà diện sứ bộ móc tiền cũng bằng vàng. Thế là vừa ý, ông bày hoa trên đất Sơn Lâm.
đình nhang châm, ngọn đèn cô khêu cho tỏ, tay cầm móc tiền. Dâng kẹo bánh nguyên tiên cô là năm, dâng kẹo bánh nguyên, kẹo xìu cùng cây tùng công thú, cảnh tiên ai xanh sau tính nết nhu mì, dâng hoàng một đôi tuấn má để về đền đây ông chấm đồng. Này khúc đàn thống thiên côn nàng bay, này khúc đàn thống miệng ca tay này này bốn năm cùng nghe nón nàng. Dâng chiếc lược ngà, đôi tay trái chuốt, ông khen là cô khéo thay. Yêu điều không ai tay đứng cô nàng chín, yêu điều không ai tay, ngày ngày cô chín theo một đôi giày giấc ông. Cô nàng mười thắt đáy lưng ong, canh ba đúng vào giờ tí, cầm đèn lồng cô bước ra. Quạt nước pha trà tiến cô mười một, quạt nước pha trà ấm tiên bình ngọc, đôi tay ngả kính dâng lên. Tiến cô 12 là cô bé Tân An, 12 các cô tiên nữ hầu già đôi bên rõ ràng. Chư tướng hùng binh lệnh ông bày chìa, chư tướng hùng binh phụ nghinh đón rước ông về sinh bảo hà thanh xã hồi cung